con này của em mua có nhiêu tiền đó nhỉ? Mua vài trăm triệu bên Dubai không về? À, con này bên Dubai. Thế con này anh cứ thích rồi đổi cho anh con máy gặt chắc. Đây. Máy gặt máy nghiệp ra đủ tiền để mà mua con này nữa. Cắt thêm nhá. Cắt thêm nhá. Ừ, anh cắt thêm cho chú. Xin chào các bạn, đã quay trở lại với video của mình. Và hôm nay thì ở đồng mình đang được mưa gần nha các bạn. Nên mình sẽ mang con cá mập thì ra để xem phản ứng của mọi người khi thấy như thế nào. Trước thì ở trên phố hôm nay mình đi xuống đồng kiểu cá mập lôi luôn. Đây, bắt đầu đi thôi. Tính đâu đi luôn. Máy đi. Cái này xe gì cháu? Xe này xe bìa giấy. Xe mà cháu làm từ bìa giấy. Mới làm ở bên Dubai mới mang về. Wow. À, con này xe gì đó? Thấy trên YouTube rồi. Hả? BMW. Con này tên YouTube mới đặt hàng ở bên Dubai nó làm về. Mới mang về. Đấy mạ vàng một đống thứ luôn các bạn. Con này dịch vụ là con nước xong. Tăng cái gì? Đấy. Xe này xe xịn đấy, xe duy nhất trên thế giới có một chiếc luôn. Xe máy phải leo đồi ngon lắm. Ừ, leo đồi. Mình nhờ từ bé giờ cho những cái tên cô lớn là nào không? Hôm nay nhìn thấy đấy. Quê suốt gì hết sao rồi? Con này đang định mấy cái mang đi đâu giá? Con này là ở đâu? Em nhìn thấy trên thế giới rồi. Thấy không? Ừ, vâng. Không, trong cái video mà đi trong phố ấy. Ở đây cũng trả sữa đấy, nhìn thấy rồi. Cũng hai phết nhỉ? Hay không? Em đăng ký rồi đấy. Đăng ký kênh rồi đấy. Đăng ký mạnh mẽ lên đi. Đăng ký lên thì làm nhiều xe đẹp hơn nữa em ạ. Rồi con anh biết cho con Bugatti lần trước á. Nhìn nổi nhầy, Bugatti mấy triệu xem ạ. Con này con Bugatti á, chuẩn bị mình đang đi làm cái video chất nữa. À vậy mà anh làm YouTube thì có nhiều tiền chứ. Cái này bố xịn. Tiền thì chưa có nhưng mà vẫn phải làm thôi. Ờ, con này của em mua có nhiều tiền đâu nhỉ? Mua vài trăm triệu bên Dubai không về? À, con này bên Dubai. Thế con này anh cứ thích rồi đổi cho anh con máy gặt chắc. Đây, đây. Máy gặt máy nghiệp ra đủ tiền để mà mua con này được. Anh lại cắt thêm nhá. Con này chú định lên giá là mấy trăm? Con này hiện tại trên thế giới chưa có con nào thì em anh biết rồi giá. Thế em có giá bao giờ? Thế cho anh xin một cộng giá. Cái này cũng bằng việc các tông à? Không, cái này vàng, mà vàng. Chú nhìn màu vàng cũng biết à? Con này là rất vàng à? Rất vàng luôn anh ạ. Ôi, ra động cơ cũng lắp bằng vàng à? Vàng hết. Con này ở bên Dubai à? Dubai mới mang về. Quán ơi, con này làm xe tăng là khá chất luôn nhá. Tăng quán này là cũng chỉ có đủ nhé. Đi lội cả đầm gì luôn. Con này đi được giống vậy? Hả? Ngoài sông vậy? Không biết hình như con lội cả biến đấy thôi. Lội biến á? Tôi thấy đi bùn này, đi đây. Bùn lên đến đây đi. Vậy mấy nước khi bọn mình lấy về lại làm cái quả tàu cao tốc bắn sang gặp Dubai vậy? Dubai là làm xe tăng trước đã. Cái này nó chết trong rồi. Thì làm cái khổ này bác bắn nó 1100 ca sắp. À. Vậy à. Chắc con này cũng đẻ tiền thôi.
tí nữa phải ông chủ ở đây xem người ta bán lại không, có khi nếu mà hợp lý khoảng độ vừa vừa giá thì bọn mình mua về là làm xe nhá. Đấy, máy gặt đây, máy gặt kìa, chờ đây là máy hai ba người đang gặt trong kia, máy này để không ở ngoài này mọi người. Tí nữa mà mình sẽ hỏi thử xem, để lái thử xem cảm giác như thế nào thì ok mình sẽ mua về để chế xe nhá các bạn nhá. Okay rồi. Hôm nay là bọn mình sẽ đánh con này về để lấy vui, để làm xe tăng nhé các bạn nhé. Ok không? Các bạn thấy ok không? Các bạn thấy ok thì hãy like mạnh vào cho mình nhé. Thì ông chủ đang đánh máy về cho mình các bạn. Đấy, cái này nhét nó sẽ thử lái sau khi một vòng được kiểu như hướng dẫn nó thử lái xem như thế nào các bạn nhé. Lái mình về đi các bạn ơi. Lần đầu tiên thì chắc nó là lần đầu tiên lái mới gặp đấy các bạn ạ. Mình cũng thích lắm rồi mà chưa lên. Kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.